Thưa quý vị, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội gửi Bộ Xây dựng, dự án tại khu đất 61 Trần Phú triển khai đúng quy hoạch, kiến trúc được phê duyệt. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết việc ra soát tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình đa chức năng POSTEP số 61 Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình vẫn chưa phát hiện sai phạm về quy trình thủ tục cũng như của tổ chức cá nhân liên quan trong quá trình giải quyết hồ sơ. Cụ thể, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội đã chấp thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình theo quy định và công khai, minh bạch. Việc sử dụng đất, chức năng và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phù hợp với đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu trung tâm chính trị Ba Đình, tỷ lệ 1/2000 được Thủ tướng phê duyệt vào năm 2013. Phần ngầm đã được Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng vào tháng 12 năm 2020. Sở Xây dựng cũng đã gửi thông báo nội dung cấp phép xây dựng đến Bộ Quốc phòng, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ban Quản lý Lăng đã có văn bản nhất trí với giấy phép xây dựng. Về việc bảo tồn, phát huy giá trị bức phù điêu đắp nổi hình ảnh dân quân tự vệ, theo danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn quận Ba Đình đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt vào năm 2016, địa điểm 61 Trần Phú, nơi có bức phù điêu không thuộc danh mục kiểm kê di tích, do bức phù điêu ghi dấu sự kiện lịch sử cách mạng của quân và dân thủ đô trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nên việc lưu giữ là cần thiết. Từ những đánh giá trên, thành phố Hà Nội cho rằng dự án đầu tư có thể tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Thống kê của Cục Hải quan, thưa quý vị, thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam, 4 tháng đầu năm 2022, tổng khối lượng hàng hóa qua cảng biển ước đạt hơn 236 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2021. Ngoài các cụm cảng biển tăng mạnh lượng hàng hóa thông quan như Quảng Ninh, Quảng Nam, Đồng Nai, Thanh Hóa, thì một số cảng biển lại giảm mạnh. Đáng chú ý, khu vực cảng ở Nghệ An giảm 7% và khu vực Hà Tĩnh giảm tới 4%. Nguyên nhân là do hạ tầng logistics ở hai địa phương này vẫn còn những nút thắt đang cần được tháo gỡ để tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu đúng với tiềm năng lợi thế về hàng hải ở các khu vực này. Cụm cảng biển Cửa Lò tỉnh Nghệ An dù được xem là cụm cảng quan trọng, thế nhưng luồng lạch khu vực này tương đối cạn, bồi lắng phủ sa nhanh. Ngoài ra, nhiều tàu cá đánh bắt xa bờ tập trung khu vực xung quanh cảng đã ảnh hưởng rất lớn đến việc ra vào cảng. Chính vì vậy, dù nhu cầu xuất khẩu hàng hóa lớn, nhưng năng lực cảng vẫn chưa thể đáp ứng. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng vẫn thất thường. Khu vực cảng Cửa Lò, cảng có bề dày lịch sử lâu đời, ấy, thì lại được xây sát liền với các dân cư, khu dân cư. Cảng là bốc xếp hàng tổng hợp, là chủ yếu là đá trắng, rồi than. Thì cái vấn đề bụi bặm và tiếng ồn cũng gây ảnh hưởng đến bà con rất là nhiều. Hàng năm thì vẫn có những cái phản ánh từ bà con. Đấy. Tỉnh cũng đã có những cái chủ trương là tức là mở thông con đường từ quốc lộ 46 đi vén qua cảng và nối liền với cái các bến cảng số 7, số 8, số 6 mới xây dựng sau này. Tuy nhiên là đến nay cũng đang còn vướng mắc cho nên là chưa triển khai được. Là địa phương có bờ biển dài nhất nước, tỉnh Hà Tĩnh được xem là khu vực tiềm năng về khai thác cảng biển. Thế nhưng trong suốt hơn 10 năm qua, Hà Tĩnh chưa thu hút được thêm các nhà đầu tư lớn vào hệ thống cảng biển và hệ thống dịch vụ logistics. Thống kê của ngành hải quan cho thấy, sản lượng hàng hóa thông quan qua các cảng biển Hà Tĩnh trong quý 1 vừa qua khoảng 8,1 triệu tấn, chỉ đạt 94% so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân giảm được xác định do hệ thống hạ tầng logistics vẫn còn rất yếu kém. Hệ thống cơ sở hạ tầng, các cái tuyến đường từ cửa khẩu Cầu Treo về cảng Vũng Áng cũng như cửa khẩu Cha Lo thì do cái đường núi hiểm trở cho nên là trong cái mùa mưa lũ thì có những cái chỗ đoạn đường huyết mạch thì nó có những cái sạt lở cũng ảnh hưởng đến. Thì bên cạnh đó thì các cái cơ sở hạ tầng trên khu vực cảng cũng như cả cái hệ thống kho ngoại quan rồi là cả cái hệ thống thiết bị chuyên dùng để bốc xếp đối với cái mặt hàng container thì cũng đang còn nhiều cái hạn chế. Lượng hàng hóa thông quan hàng ngày ở cửa khẩu Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh sau dịch COVID-19 đang ngày càng tăng. Thế nhưng, tuyến quốc lộ 8A từ cửa khẩu này về đến các cụm cảng ở Nghệ An và Hà Tĩnh không đủ điều kiện để đáp ứng lưu thông. Dù rằng Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang tập trung cải tạo, mở rộng, nhưng cũng rất khó khăn bởi địa hình. Để gỡ những nút thắt hạ tầng và logistics cho khu vực miền Trung này, thì ngay bây giờ, cần nhất vẫn là sự đầu tư xứng tầm, nhất là trong kết nối vận tải và năng lực xếp dỡ.
Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày hôm qua ngày 21 tháng 5, toàn quốc đã triển khai việc cấp biển số xe tại công an xã. Đây được đánh giá là chính sách rất thiết thực với người dân, vì người dân sẽ không phải chịu cảnh đi xa, chờ đợi hay là chen chúc để làm các thủ tục ở các điểm đăng ký tập trung như trước. Ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ sáng sớm, vợ chồng bà Trần Thị Ngọc Liên đã đến ngay công an xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè để làm thủ tục đăng ký xe máy. Nếu như trước đây, muốn đăng ký xe, bà phải chạy lên trụ sở công an huyện và phải chờ đợi khá lâu, thì nay bà chỉ đến công an xã cách nhà không xa, mọi thủ tục được giải quyết nhanh gọn. Khi mà xã lần đầu tiên làm thủ tục này, thì chứng tỏ là cái thủ tục của nhà nước đã đến rất gần với dân và nó tạo điều kiện cho dân về thuận lợi trong các cái nhu cầu mà đáp ứng được. Cái bản thân tôi ngày xưa mà tôi phải đăng ký ở trên quận, thành phố thì rất là đông đúc mà phải chờ đợi rất là lâu. Mà khi về đến tận, gần như là tận cửa nhà dân rồi thì người dân rất là thoải mái và tôi cũng thấy rất là vui về cái chủ trương này. Anh Nguyễn Công Mau do chưa nắm thông tin nên anh vẫn đến công an huyện để thực hiện thủ tục đăng ký xe máy. Tuy nhiên, khi được hướng dẫn quay về địa phương để giải quyết, anh đã không phải chờ đợi mà các trình tự thủ tục được cán bộ công an xã làm rất nhanh. Em cũng thấy được các anh hướng dẫn được cái thông tư mới này thì cũng thấy hiệu quả hơn, nhanh hơn, giúp người dân rút ngắn thời gian làm thủ tục. Em thấy tiện hơn ạ. Để triển khai tốt việc công an xã thực hiện cấp đổi đăng ký xe máy và công an huyện cấp đổi đăng ký xe ô tô, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh đã tập huấn kỹ các thao tác, trình tự kỹ thuật, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin nghiệp vụ với tinh thần phục vụ tốt nhất người dân. Cơ bản tới đây, tới ngày hôm nay là công an xã thị trấn đã đầy đủ các trang thiết bị cần thiết để cho đăng ký xe mô tô, xe gắn máy và xe máy điện, và đội cảnh sát giao thông cũng đã được trang bị các trang thiết bị đầy đủ để phục vụ tốt nhất cho việc đăng ký xe ô tô trên địa bàn huyện Nhà Bè. Cán bộ đăng ký xe cũng đã thành thạo về cái quy trình tiếp nhận giải quyết nhanh chóng hồ sơ cho người dân. Ngoài ra tại cái nơi tiếp của dân của công dân tại các điểm đăng ký xe cũng đã niêm yết công khai các hồ sơ chuẩn bị và trình tự các bước thủ tục để cho người dân theo dõi để truy cập và hướng giải quyết. Việc triển khai thông tư 15 năm 2022 của Bộ Công an đang thể hiện rõ việc cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đặc biệt là việc khai thác tốt cơ sở dữ liệu đăng ký và thực hiện hiệu quả đề án 06 về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, người dân sẽ thuận tiện hơn trong việc đăng ký, bấm biển số xe, rút ngắn thời gian và giảm chi phí đi lại. Thưa quý vị, rừng ngập mặn Cần Giờ được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên ở Việt Nam vào năm 2000. Qua hơn 20 năm, đến nay cánh rừng này vẫn luôn giữ vững vai trò là lá phổi xanh bảo vệ cho thành phố Hồ Chí Minh. Và để góp phần giữ màu xanh cho rừng ngập mặn Cần Giờ, mới đây công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam VWS phối hợp với Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh cùng các kiều bào đã tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022. Tại buổi lễ phát động, hơn 600 cây xanh đã được VWS và các kiều bào trồng tại rừng phòng hộ này. Ông David Dương, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xử lý Chất thải Việt Nam, VWS, đơn vị chuyên về lĩnh vực xử lý rác thải và bảo vệ môi trường trong hơn 30 năm qua tại Hoa Kỳ và Việt Nam, đã khẳng định việc trồng thêm cây xanh sẽ cải thiện khí hậu, ngăn chặn và lọc bức xạ mặt trời. Việc chung tay trồng thêm cây xanh sẽ truyền thông điệp bảo vệ môi trường cho thế hệ mai sau. Đại diện Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh cho rằng sự tham gia Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022 của các kiều bào là món quà có ý nghĩa sâu sắc, góp phần bảo vệ môi trường sống, phục hồi lá phổi xanh của thành phố, tô điểm thêm cho mảng xanh, giảm thiểu các tác động gây ô nhiễm môi trường, đồng thời bổ sung và hoàn thiện hệ sinh thái, giúp cho cuộc sống trên trái đất cân bằng hơn.